Bạn tham gia rồi còn ba bạn khác. Thì em cũng muốn tìm, có nói với cha em. Trời. Ta sẽ gặp gỡ chàng trai đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào. Chào. Đẹp trai quá. Đồ con ha. Đẹp không? Đẹp. Thiệt không? Đẹp trai này nghe, đẹp trai bên kia chị Cát Tường dưới khoái rồi. Em tên là gì? Dạ em tên Tấn. Tấn? Mấy Tấn? Dạ 3 Tấn. Tấn làm nghề gì? Dạ em hiện giờ là nhân viên kinh doanh anh. Bao nhiêu tuổi Tấn? Dạ nay 28 tuổi anh. Rồi. Dạ bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Lê Hùng Anh ạ. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 tuổi. 24 mình đang làm công việc gì anh? Dạ hiện tại em đang làm công việc nhân viên văn phòng ạ. Ở bên đây cũng rất là xinh gái, bên kia thì lại đẹp trai. Mà tại sao bạn xinh gái như thế này mà lại ế? Thật ra lúc trước em học chuyên ngành chính của em, lúc trước em chọn là ngành bác sĩ pháp y. Pháp y là mình mổ xẻ rồi này kia hả? Dạ em học chuyên về mổ xác. Trời đất ơi ghê vậy. Cô này cá tính mạnh này nha. Nhưng mà sao mình đang học cái đó rồi mình lại chuyển qua ngành khác? Em thấy cái ngành này thì mình có gia đình. Là sao? Tại vì thường thường mà tâm lý mà một người mà muốn tìm hiểu mà để quen với mình mà người ta nghe mình đúng rồi ngành mổ xác thì người ta sẽ rất là dễ. Nhưng mà lý do tại sao hồi xưa bạn lại chọn cái nghề đó bạn? Em thích ngành này vì em thích sự khám phá. Đó rồi. Cũng là một cái suy nghĩ, một cái cá tính rất là mạnh. Như vậy là bạn Tấn, bạn thấy được cá tính của bạn bên kia rồi ha. Bạn là kinh doanh. Dạ. Bạn làm được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 4 năm rồi anh. Bạn rất đẹp trai, cao to mà cái này chị Cát Tường nói là thích đẹp trai thôi. Thấy mới tin nha, chứ còn quảng đẹp trai, cáo không có tin đâu. Những người đẹp trai rất đào hoa. Dạ. Rất là nhiều người phụ nữ đẹp bên cạnh mình. Dạ. Tại sao đến bây giờ bạn vẫn chưa tìm được một nửa cho bạn? Ý anh nói là nhiều người mà đẹp trai thì có nhiều mối này kia, cho nên những bạn nữ em quen thì họ cũng nghĩ như anh luôn. Cho nên khi mà em bắt đầu câu chuyện này kia thì rất là khó. Thì lúc đầu là người ta nghĩ là mình sẽ không chung thủy. Với hai nữa là trong cái công việc em này kia đó thì thời gian em không có nhiều tìm hiểu. Khi em làm này kia về rồi em cũng đi học này kia. Bạn học gì thêm nữa hả? Dạ em học Anh văn nữa anh. Ở trong cơ quan của bạn tôi nghĩ là rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Không lẽ mình không tìm hiểu được một người nào đó? Không, vừa rồi tôi có thấy báo chí đăng rất là nhiều là tình công sở. Không lẽ chẳng có một chút tình nào công sở hay sao? Nói thật, ngày khi mà hồi xưa em làm á thì có. Nhưng mà trong công ty á, cái công việc mình nhiều khi mình không có cư xử như một người bạn trai được. Ủa sao vậy? Dạ tại vì thấy dụ như công ty công việc thì phải ra công việc. Cho nên nhiều khi em sợ nữ á sẽ không có hiểu cho mình. Cho nên em không có quen công ty này vậy. Dạ. Bạn Anh ơi, tại sao bạn biết chương trình này mà đến tham gia? Dạ mẹ em đăng ký tham gia chương trình này cho em. Mẹ đăng ký? Dạ mẹ em cũng muốn tham gia chương trình luôn. Mẹ muốn tham gia luôn mẹ hả? Mẹ muốn tham gia luôn hả? Mẹ đâu? Mẹ sao mẹ không tham gia? Dạ mẹ có chút việc nhà nên mẹ không có tham gia chương trình được ạ. À dạ. Vậy mời mẹ đăng ký nha, ghi tên luôn đi Cát Tường. Mẹ đăng ký chưa? Mẹ em đăng ký rồi. À đăng ký rồi. Bây giờ mà để cho con đi trước coi tìm được bạn trước rồi mẹ mới tìm sau. Dạ. Dạ hay cái này hay nha. Hay à, cái vụ này tôi hay với Cát Tường là làm luôn hai mối luôn á. À, vậy mẹ em hiện giờ đang làm công việc gì? Nhà em có ba anh chị em ở nhà. À, mẹ ở dưới quê Cà Mau ở với anh trai. Còn em ở đây với em trai em. À có nghĩa là nếu mai mốt mẹ lên tham gia chương trình là đi từ Cà Mau lên. Dạ. Mẹ ở không bao lâu rồi? À, ba mẹ ly dị 10 năm rồi. Rồi mình làm con cái mình cũng phải lo tìm đường cho mẹ mình trước nha. Rồi Tấn bây giờ tôi hỏi dạ, Tấn rồi. Nè. Bạn tham gia rồi còn ba bạn sao? Thì kỳ dẫn lên. Tôi hỏi mối dò vậy thôi mà. Hỏi sao anh biết à? Hỏi thử ba bạn sao, nhà sao? Dạ ba em ở nhà thì cũng ở nhà thôi. Nhưng mà thì em cũng muốn tìm cái mối cho trai em. Trời. Vậy là ba cũng đang phòng không chiếc bóng hả? Dạ. Rồi hợp lý luôn. Bữa nay là coi như gom gọn hai mối luôn. À bây giờ hỏi thử nha. Ba bạn khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Ba em khoảng 55 anh. 55. À mẹ em nhiêu tuổi? Dạ 54. Rồi hợp luôn. Trời ok. Đăng ký ba bạn tên gì nó luôn đi. Dạ ba em tên Minh. Minh Minh. Dạ. Mẹ bạn tên gì bạn? Dạ mẹ em tên Trần Tiết Liễu à. Tên Liễu. Rồi người tên Liễu tên Minh quý vị nhớ nha. Sẽ có một lần một người tên Liễu một người tên Minh ngồi đây nha. Mốt chương trình ghép đôi đó nha. Dạ. Vậy bây giờ bạn muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Thật ra em thích một người bạn trai phải có tính trung thực, phải có sự rõ ràng và đặc biệt là trong cuộc sống của người đó phải có xác định rõ mục tiêu,
mình sống như điều gì và ước muốn điều gì, mình sẽ làm được điều gì. Khi công việc ổn định rồi thì mình sẽ lo được cho gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Không có lễ phép và không biết chuyện. Cái thứ hai là không thành thật. Bạn có thành thật không? Thành thật. Có lễ phép không? Dạ lễ phép. Trung thủy không? Dạ trung thủy. Trung thực không? Trung thực. Rồi, những điều gì mà bạn thích ở người con gái? Trước tiên cũng phải lễ phép. Thứ hai là biết cách cư xử với người lớn. Thứ ba là vui vẻ, biết là bắt chuyện. Tại vì em cũng tương đối là nói chung ở ngoài thì em chung hơi lạnh lùng, nên là không có nhiều chuyện để nói. Cho nên muốn bạn gái em thì cứ vui vui chút. Muốn bạn gái nhiều chuyện đúng không? Dạ. Bạn có một kế hoạch vào cho tương lai giống như bạn gái yêu cầu bên kia không? Dạ có anh. Mục đích của bạn như thế nào? Em cũng muốn là tìm hiểu bạn gái em. Xong rồi em sẽ về nhà bạn gái em chơi, thì em sẽ thể hiện cái lễ phép và cái kính trọng. Thứ nhất là để cho người nhà của bạn gái em đánh giá em. Xong rồi bạn gái em muốn gì nó cũng rõ ràng như vậy. Có mục đích đàng hoàng đâu, rất rõ bên ràng. Bên đây á là muốn, nếu mà có bạn gái thì muốn đến thăm gia đình của bạn gái. Em thì lại thích người bạn trai là lễ phép. Thì bây giờ nếu như bây giờ các anh bạn bên này là mình chịu rồi đó, thì em có ý định dẫn bạn về thăm mẹ em ở dưới Cà Mau không? Tại tính em hơi kỹ tính, em phải tìm hiểu kỹ rồi mới dẫn về nhà. Mà nếu bạn nó đi là có dẫn ba đi theo nữa. Sẵn thăm gia đình luôn. Nói đùa, bây giờ em có một cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình nữa không? Về ngoại hình đi. Không thích con trai miệng rộng. Cái gì? Miệng rộng hả? Tại sao? Miệng này nhỏ lắm. Quay cái miệng qua coi. Túm là như dưới, đừng có cười to quá. Chúc có hỏi, anh ơi, em ở đâu vậy? Là em là Chúc nha không? Dạ. Dễ thương. Dạ. Nhớ đi thì nhớ dắt ba theo nha. Dạ. Về nói ba lập hồ sơ đăng ký bạn muốn hẹn hò luôn nha. Dạ. Đó, dạ. Nhớ nha. Dạ. Được á, chị thấy dễ thương đó. Dạ. Liều lát nói chuyện nhớ túm túm cái miệng lại chút. Không, dễ thương đó em. Sao bà thấy Cà Mau xa không? Dạ không xa. Không sao. Không, cho nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đi không? Xa quá có đi không? Đi nha, đi Cà Mau. Dạ, nha. Dạ. Cà Mau có nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Dạ. Xin chào bạn. Anh Nguyễn Anh. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái duyên nó gần đến với bạn rồi đó. Dạ. Nha. Tôi nghĩ rằng hai người rất là hợp. Tôi hỏi bạn nè, bạn có thích đẹp trai không? Đẹp vừa thôi. Đẹp vừa. Trai quá không phải của mình, của người khác. Thấy chưa? Thấy chị Cát Tường thấy chưa? Đừng có đẹp trai quá nha. Đẹp trai như tôi là không được đâu. Trời ơi. Thôi luôn. Thôi và bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trẻ có thể nhìn nhau, nhìn giùm luôn cho cả ba mẹ của mình. Bạn có thích đẹp gái không? Dạ thích. Thích đẹp gái hả? Dạ. Nhìn là thích đẹp gái không? Dạ. Đẹp gái đào hoa lắm nha. Đẹp gái không phải của mình đó. Vừa vừa thôi. Nhưng bạn ở đây đẹp thiệt. Phải tự tin lên chứ. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có điều gì muốn nói không? Dự sử như khi tìm hiểu xong cho phép về nhà em không? Dạ anh được à. Chưa bấm nút gì về chi. Hỏi anh miệng có rộng không? Ủa anh thấy miệng anh sao? Dạ bình thường à. Dạ. Ở khi mà đi chơi thì tụi em thích đi chơi những nơi nào? Nơi nào mà vui là cũng được, nhưng mà hạn chế đừng có đông người ha. À, đúng 2 người được. Dạ không ạ. Anh nghĩ sao với em ạ? Em dễ thương. Vui dạ tắm. Em cảm ơn anh. Anh ơi vậy anh có bấm nút không? Sao anh không trả lời? Tại vì đó là bí mật của anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Anh em hẹn hò trong cuộc nói chuyện hai người á, thì em không thích những cái gì ở bạn trai? Em không thích người trễ giờ. Cái thứ hai là khi hẹn hò thì biết xác định rõ địa điểm để mình đi. Em không thích phải kiếm chỗ. Cái thứ ba là trong quá trình nói chuyện thì em không thích một người mà nói chuyện quá nhanh hay là quá cứng nhắc, hoặc là lãng mạn quá em cũng không thích. Dạ. Em thích một người là làm việc gì là phải có sự rõ ràng là mình làm gì kế tiếp. Trước khi gặp nhau viết một cái sớ là bữa nay cũng làm gì. Ủa mà em thích hẹn hò ở đâu? Phải chọn địa điểm trước thì hỏi thử có thích ở đâu luôn cho để chọn trật à. Thì sẽ như trên phố thì em thích hẹn hò những nơi nào? Ai thích những quán cà phê mình lịch sự. Có nhạc thì nhạc như thế nào? Ý là nhạc nhẹ hay nhạc giật? Nhưng trong quán thì em thích nhạc nhẹ hay là nhạc? Em không thích nhạc nhẹ quá. Chung là trung bình. Dạ đúng rồi ạ. Giờ anh đồng ý. Mà trong ánh sáng hay trong bóng tối? Dạ ánh sáng à. Tôi lo cho em quá, tôi hỏi giùm đó. Hỏi gì hỏi nữa đi để anh hỏi đi. Hơi khó đó. Em có gì hỏi anh không? Anh đừng có run. Làm gì run dữ vậy? Em đâu có run, sao anh run vậy? Anh không thích người mẫu người bạn gái mình sao? Thích như em là được rồi. Cảm ơn anh. Thôi áp
giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2. Thằng ngủ đi. Ba má không biết có đang theo dõi không. 3. Rất là dễ thương, bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai kế bên? Nhìn không mà anh ấy dễ gần, có thể mình tin tưởng được à. Được. Còn em thấy sao? Còn em dễ thương. Lại nắm tay nhau đi. Dạ. Nắm tay nhau đi. Sao cảm nhận sao? Dạ nóng quá. Được không? Nhắm được không? Có truyền điện gì chưa? Có không? Chúc mừng hai bạn.